Alo alo, có ai trống không? Alo, có thì gõ một cái, đừng có mạnh quá nó sập á. Tôi bị đá đè muốn le lưỡi sao gõ, cứ lẹ lẹ giùm đi anh ơi. Theo lý thuyết thì không phải gõ một cái mới được. Bà nói cha nó mệt muốn chết mà còn kêu gõ nữa. Gõ mà cũng tiết kiệm, gõ có hai cái vậy. Tao gõ cho mày vừa lòng. Ok, đợi chút nghe, đang tìm cách nè. Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng. Nói đách gì nhỏ xíu không nghe gì trơn trời. Nó nói cái đách gì em cũng không biết nữa. Đâu? Đứa nào dịch giùm cái coi. Bộ đàm gì mà rè quá vậy? Hàng của tao khửa mà anh. Tới coi du ơi lộn, cứu tôi với. Cái kiểu này hàng họ dập hết rồi quá. Chắc tại hay đè người ta nên giờ bị đá đè lại. Yên thai, tôi chỉ đâm sơ sơ thôi à, mà giờ nó đâm tôi đau quá. Ây da, đúng là quả báo nhãn tiền mà. Ơi, tao cũng thích ăn nhãn nhưng mà ngán lắm. Còn tiền thì tao không có thiếu, chỉ có thiếu nợ. Nói xàm gì vậy? Tí nó làm điều ác thì gặp ác đó ông nội. Nhãn nhộng nhãn nhục cái gì ở đây? Mấy anh đẹp trai đâu rồi, cứu tôi với. Chú Mia. Mày nói chú Mia mà biết là gì không? Chú Mia là cha mi ngu đó. Nó không cứu bây giờ, phải không? Cái bộ đàm cùi mía này nó rè rè không nghe được gì hết anh ơi. Đại bàng nghe không? Không nghe cũng trả lời luôn đi. Kết nối không được, màn hình như có tiếng thằng nào á. Đâu, mở coi. Hệ thống bộ đàm không kết nối, xin quý khách vui lòng đừng thử nữa. Lần này nếu như mà không được nữa, mày lên bộ đàm cầm tay.vn mà mua. Ok sir. Đã báo không được mà vẫn thử, sao quý khách lì quá vậy? Người này chỉ bị sắc quẹt tay, nói chung là bị thương cũng nhẹ. Chỉ cần chích thuốc tê rồi cưa bỏ là được. Bộ đàm như quần họ, tiếng có tiếng không không nghe gì hết trơn à. Đúng là hàng tàu khửa khác. Hey, what the hell? Không lẽ giờ cưa sống? Đại đi. Hey, bực thiệt chứ. Hey, tin vui nè mấy chế, tin vui nè. Nè bộ đàm nè, cầm đi. Mới mua trên bộ đàm cầm tay.vn á. Sản phẩm của Thiên An Phú tốt lắm. Gọi một, gọi nhóm gì cũng được. Bán kính 5 km, nối di du, không có tốn tiền như điện thoại, giao hàng miễn phí mà còn một đổi một trong 6 tháng đầu tiên nữa đó. Em xài thử rồi yên tâm đi. Bộ đàm cầm tay.vn chuyên bán sỉ bán lẻ luôn đó chị. Hiện giờ đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 nữa. Bây giờ nhà hàng, khách sạn, công trình hay là đi phượt người ta cũng đều xài hết. Sự lựa chọn thông minh đó chị. Chị gọi liền cho đại bàng thử coi. Alo alo, chim trắng mồ côi gọi đại bàng. Đại bàng có nghe chim trắng mồ côi không? Đại bàng nghe rất là ok. Có chuyện gì giống như vừa kinh phong vậy hả? Không có, rảnh quá thử máy thôi à. Vậy thôi nha. Không quá ha. Thử bộ đàm trầy có chút mà cưa luôn cái tay của thằng nhỏ. Đừng nói là mày mua bằng nha. Trời, thì lộn chút là mày dữ vậy. Cái tay thôi mà. Cái tay thôi ha. Khó có gì đâu.